Nhìn mặt là biết tên rồi đúng không? Hiện tại dòng xe mà đang hot nhất thị trường bởi vì cái sức nóng của nó quá giảm giá sâu đi. 60 triệu bây giờ giá chỉ còn có 39 triệu, giảm tới hơn 20 triệu thì còn gì bằng nữa các bạn. Tranh thủ mua trong thời điểm này ha. Trước khi Na thông tin về cái thủ tục trả góp thì Na cũng nói qua một tí về cửa hàng xe máy An Thành Phát cho các bạn. Cửa hàng xe máy An Thành Phát nằm tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nằm ngay ngã tư cổng sau Mỹ Phước 1. Các bạn nào mà chưa biết đường hoặc là cần tư vấn tốt nhất thì các bạn cứ liên hệ cho Na 0325333789 để được tư vấn và hỗ trợ. Đọc bát Na để được giảm 500.000 tiền xe lại các bạn ha. Rồi, thì hiện tại hôm nay Na sẽ review về phiên bản cá tính luôn, là cái phiên bản cao cấp nhất của Vision. Thì thật ra Vision nhiều anh hay hỏi Na là có phiên bản giới hạn nhưng mà nó cũng cập nhật luôn. Vision chỉ có 4 phiên bản thôi, phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản khóa thường chỉ có màu trắng. Về phiên bản khóa thông minh là nó sẽ có phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt và phiên bản cá tính. Phiên bản cao cấp thì sẽ có màu đỏ mận, màu xanh đen và màu bóng. Còn đặc biệt là sẽ là màu xanh nhám. Và cá tính thì là hai màu đang đứng cạnh Na là màu đen nhám và màu xanh nhớt ha. Màu nhớt, màu xám nhớt ấy. Thì hai bản này là gọi là hai bản cao nhất rồi. Đó, nó khác biệt còn hoàn toàn so với những cái bản còn lại. Và đây là bản đắt tiền nhất. Hồi trước đâu có ai dễ gì mà dám chạm tới cái Vision này. Nhưng mà bây giờ giá chỉ có hơn 30 triệu thôi thì dạ gì mà không tới. Nhiều người cho rằng tháng 7 là cái tháng 7 âm lịch là cái tháng mà không nên mua xe. Nhưng mà tại vì tháng 7 âm lịch là cái tháng mà siêu giảm giá nhất và hỗ trợ giảm giá sâu nhất, cho nên là Na nghĩ là nên mua xe vào cái tháng này nhất đó các bạn ạ. Rồi, thì hỗ trợ trả góp thì cửa hàng Na hỗ trợ cho các bạn mua góp không cần trả trước đối với tất cả các phiên bản của Vision luôn. Có nghĩa là trả trước 0 đồng. Tuy nhiên bạn nào có 1-2 triệu, có 2-3 triệu thì mình cứ đem theo đi, mình trả càng nhiều càng tốt. 40% trở lên là sẽ nhận cả tiền gốc. Và trả càng nhiều thì mình vay ít lại thì lãi suất nó lại càng thấp đi. Cái này là nó có lợi cho mình thôi chứ không có lợi cho ai hết á. Thủ tục thì chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Nếu mà có bằng lái hoặc hộ khẩu cứ cầm theo ha. Bảo hiểm y tế cũng được nữa, hoặc là cái cà vẹt xe chính chủ cầm theo hết cho nè. Để nào hỗ trợ cho các bạn một cách tốt nhất cũng như là hỗ trợ những cái gói ưu đãi nhất ha. Rồi thì mình xem qua em phiên bản cá tính nó khác gì so với những em kia nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nhìn từ phía trước. Đầu tiên là về cái màu sắc. Màu là Na đã có nói lúc nãy rồi, màu đen nhám ha. Màu đen nhám và màu xám nhám. Và cái bánh này, bánh mâm là sẽ là bánh 5 cây ha các bạn ha. Mức tiêu hao năng lượng chỉ có 1,83 lít trên 100 km. Rất chi là tiết kiệm xăng và động cơ là 110cc ha các bạn ha. Đây là phiên bản đặc biệt. Tem của nó là nó sẽ lạ hơn, tem màu đỏ luôn ha. Đó, tem màu đỏ luôn. Rồi, các bạn nhìn trên sườn nè. Đây, các bạn nhìn sườn xe Combi Brake. Đó, tem bản cá tính thì nó sẽ lạ hơn những cái bản còn lại rất là nhiều. Ở chiếc Vision này á, thì nó cũng sẽ có cái hộp đựng đồ ha. Và sử dụng khóa Smart Key. Đây, hộp đựng đồ á, thì sẽ có hai chìa để dự bị cho mình như thế này. Đó, đủ cho mình đi, mình chạy xe nè. Đỡ bị rơi, rớt. Và có sẵn móc đồ. Thứ hai nữa là về cốp xe. Cốp xe ha, cốp xe thì đồ cũng vừa đủ vừa vặn để đựng một mũ bảo hiểm. Và sẽ có luôn cái cổng sạc USB phía trong ha. Từ bản cao cấp trở lên sẽ có cổng sạc ở trong này. Còn bản tiêu chuẩn sẽ là không có. Nhưng mà bản tiêu chuẩn được cái là rất là nhiều bạn yêu thích. Bởi vì nó là màu trắng, cái màu trắng là màu rất là dễ đi. Ở đây là phục đỏ luôn ha, mặt cản đỏ. Rồi em này là màu xám nè. Màu xám thì cái tem đằng trước này nó y chang nhau thôi, nó chỉ khác cái màu thôi. Nhưng mà màu nó dán tem á, cái tem và phía sau và cái cản phía sau á, thì nó sẽ khác so với chiếc Vision màu đen. Qua bên này thì các bạn sẽ thấy nè. Đó, bên này nè. Các bạn nhìn bên hông thì các bạn sẽ thấy luôn. Bên này là nó có thật màu đỏ, còn bên này là màu xám là nó chỉ chìm với màu đen thôi. Nó không có phân biệt màu ra và nó giống nhau ở cọc phuộc là chỉ có một, bánh này là quên, cái này là chỉ có một phuộc thôi ha. Một phuộc đó là phuộc đỏ ha. Đó. Thì chiếc Vision cá tính là nó thấy rất là đẹp. Kiểu dáng bánh nó cao hơn nữa nè. Bánh cao hơn các bản còn lại. Đi thì nó kiểu mà nó thiết kế theo kiểu SH á các bạn. Nó cao hơn cho nên đó là các bạn nào mà cao ráo một tí đi chiếc này cũng đẹp. Và các bạn nam giới đi chiếc này cũng đẹp nữa ha. Rồi, các bạn nào mà muốn độ phụ kiện, ví dụ lên mâm nè, hoặc là độ màu nè, thì cửa hàng vẫn sẽ hỗ trợ cho các bạn. Liên hệ cho Na, các bạn sẽ được hỗ trợ 50% giá phụ kiện và được tặng nón, áo, nhớt. Đó, giá chỉ có 39 cành thôi. Rất chi là
rất chi là hữu nghị, rất chi là ưu đãi luôn rồi. Thuế giá nó đã báo bao gồm thuế VAT, biển số ở khu vực nào thì liên hệ Na để Na báo cho biển số ở khu vực đó ha. Rồi, còn các bạn nào mà muốn hỗ trợ ship xe, cửa hàng Na vẫn hỗ trợ ship xe cho các bạn ở toàn quốc và thu xe cũ đổi xe mới. Các bạn đem xe lên cửa hàng Na xem xe, định giá và sang xe cho các bạn luôn ha. Trong thời gian vừa qua thì các bạn ủng hộ Na rất là nhiều, Na rất là cảm ơn, cũng như là chúc cho các bạn có sức khỏe dồi dào và bạn gặp bình an. Và các bạn nào mà muốn cập nhật giá thường xuyên thì nhớ like cũng như là subscribe kênh Gradient nhé. Xin chào và hẹn lại.